Chào mừng mọi người đến với kênh Ham Tao TV. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một cái TV 14 inch đẹp cổ. 14 inch nhìn là biết có nha mọi người. Màn hình cong. Giờ để mình quay phía sau cho mọi người xem nha. Rồi model của nó là C140ME, điện giải điện áp từ 120V đến 240V, điện áp vận hành là 90V đến 260V. Công suất max là 75W. Rồi này của JVC nha mọi người. Rồi mình quay mặt sau TV này mọi người. Mặt sau TV bụi bám ra năm tháng. Rồi có một cái đường đường vô, một đường vô âm thanh này, mấy âm thanh mono ấy, đường vô âm thanh mono. Đường vô âm thanh nè, chỉ có một cổng vô âm thanh. Có đèn rồi về nguồn, cổng vô âm thanh. Trái là phải, trắng và đỏ ha. Không có đường video vô vào nha. Bây giờ mình sẽ cắm điện nha mọi người. Rồi. Rồi giờ mình cắm anten. Rồi. Giờ mình xây tivi rồi nha. Rồi mình bật nguồn. Nguồn lên. Rồi xong. Giờ mình bấm chuyển kênh nha, coi được bao nhiêu kênh nha. Nè 29 kênh. Chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Rồi, 29 kênh nha mọi người. Được 29 kênh.
là phải chủ động trong tất cả mọi chuyện. Rồi cái này tivi này không có remote mọi người, chỉ có bằng nút chỉnh mấy nút dưới đây thôi. Đó, lên rồi xuống nè. Đó, này bên đây volume nè, xuống lên nè. Đó, lên xuống kênh, kênh nè, xuống nè, lên xuống volume nhỏ nè, volume lớn nè. Đó. Rồi. Vậy bên đây là giờ đài nè. Đó, giờ đài. Này cũng này giờ đài. Rồi. Gì nữa. Rồi, chứ không biết rồi. Này giờ đài. Cái đài. Này được 29, 30 kênh rồi mà. Mà mọi kênh 14 mình à, 14 mình rồi. Này do mình điện thoại quay chấp chứ phải TV chấp nha mọi người. Đó, mình điện thoại quay, điện thoại quay chấp thanh niên memory. Đó, cái nút này là nút nắp đầy đời nha. Rồi 30 kênh rồi, 30 kênh. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Nếu mọi người thích video hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.